Nếu ví nền kinh tế là sức khỏe của cơ thể thì hoạt động vận tải chính là mạch máu, và đây là lĩnh vực mà Thành phố Hồ Chí Minh đang xem xét cho ưu tiên hoạt động trong dự thảo chỉ thị điều chỉnh các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, hoạt động ra sao và lộ trình thực hiện thế nào là điều mà các doanh nghiệp quan tâm. Thưa quý vị, sau hơn 3 tháng tạm dừng hoạt động, thì hơn 100 đầu xe buýt vừa được đầu tư mới này đã sẵn sàng để lăn bánh trở lại, mang theo luồng sinh khí mới cho hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng bên cạnh sự vui mừng, kỳ vọng của lực lượng nhân viên tài xế, thì đi kèm với đó là sự lo âu của các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng trong bối cảnh bình thường mới. Tỉ mỉ chăm sóc lại chiếc xe buýt sau hơn 3 tháng neo bến, ông Hoàng Trung không giấu được sự vui mừng. Hơn 20 năm cầm vô lăng xe khách công cộng, ông Trung là một trong số ít tài xế mạnh dạn bám trụ lại Thành phố Hồ Chí Minh trong đợt dịch này. Nghề thì mình lỡ theo thì mình theo nghề thôi. Giờ nhà thì mấy tháng mà thất nghiệp không có chạy, nhà xa quá quê về cũng không được. Chỉ có mong sớm hoạt động lại để kiếm chén cơm hàng ngày thôi. Đã tiêm vaccine rồi thì nói chung cũng yên tâm rồi. Tài xế vui nhưng doanh nghiệp lại lo. Bên cạnh việc thiếu hụt nhân công thì gánh nặng lãi vay ngân hàng, định mức sản lượng hành khách, chi phí xét nghiệm định kỳ là những thách thức chờ đợi doanh nghiệp. Trong cái quy định của y tế về phòng chống dịch thì phải có cái nếu mà hoạt động trở lại thì phải có cái test COVID định kỳ, thì hàng tuần là mỗi một lần, thì đơn vị gặp khó khăn cần cái đề xuất là sở hoặc trung tâm có cái hỗ trợ là cái kit test. Về phía đơn vị thì cũng có một số cái kiến nghị, một số cái đề xuất cấp bách. Cái thứ nhất là kéo dài thêm cái thời gian cái dự án đầu tư xe buýt. Cái thứ hai là hỗ trợ cái lãi vay. Cái thứ ba nữa là cái doanh thu đặt hàng á, thì tính theo cái sản lượng thực tế đến khi cái xe buýt được hoạt động ổn định và khôi phục trở lại. Cho vận tải hoạt động hành khách mà hoạt động lại với cái chỉ tiêu mà tỷ lệ lợi dụng trọng tải chừng 50% thì anh chỉ có lỗ và hòa vốn thôi chứ không có lợi. Theo tôi thì nên mạnh dạn, cái này thực ra trách nhiệm của Bộ Y tế trong cái của Thành phố Hồ Chí Minh, đó là khi người ta đã tiêm thẻ xanh tức là hai mũi đã sau 14 ngày thì nên cho hoạt động tự do. Đối với cái hoạt động vận tải hành khách á, trong cái bộ tiêu chí này không phân ra liên tỉnh và nội tỉnh, thì về phần nội tỉnh tôi cho rằng được rồi. Ở đó thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng đối với cái khu vực liên tỉnh là nó phải tham chiếu văn bản của Bộ Giao thông, bởi vì Thành phố Hồ Chí Minh đã quy định ABCD, nhưng mà khi các tỉnh lân cận và các tỉnh khác người ta không đồng ý thì cái việc vận chuyển đấy nó cũng vô ích. Đặt giao thông là lĩnh vực ưu tiên để khôi phục kinh tế là chủ trương đúng đắn của Thành phố Hồ Chí Minh. Việc cần làm chính là đảm bảo cho mạch máu của nền kinh tế được hoạt động an toàn, thông suốt. Đây là bài toán của ngành giao thông thành phố cần nỗ lực tìm lời giải lúc này.